Tiến sĩ đâu rồi? Ông ấy đã bỏ mạng rồi thưa ngài. Mày làm gì vậy? Bỏ ra ra! Kẻ phản quốc sẽ bị trừng trị. Công lý sẽ được thực thi. Ta biết người sẽ dùng chiêu này mà. Chuẩn bị khóc đi con. Mẹ nó, cái đéo đấy. Trò vui giờ bắt đầu đây. Em không muốn chết đại ca ơi, tránh ra máu lên. Mẹ thằng chó chơi bẩn nhá. Tránh ra, tránh ra ông ơi, nước sôi, nước sôi. Bố chịu hết nổi bọn mày rồi. Đùa thế đủ rồi, giờ vào vấn đề chính đây. Bố láo này. Nhìn á. Buông tao ra. Mày phải chết con chó. Ừ, nó đi đâu nhỉ? Ê thằng kia, mày nhìn nó đi đâu không? Tôi biết đéo được, mẹ tốc độ bàn thờ, đéo ai nhìn được. Bố mày biết rồi nhá, thích dính mò không? Thật đáng thương hại. Đo tất cả những gì ngươi có thể làm sao? Đó là tất cả. Vậy là ngươi tuyệt vọng rồi đúng không? Ừ, cái quái đấy, sao tao không thể cử động? Ngươi đã cho cái gì vào lại vậy? Giờ thì đứa nào mới là thằng ngu? Ta cũng đoán là ngươi sẽ không bao giờ biết được điều này. Muốn trừng phạt ta đâu có dễ. Vậy sao? Ta nghĩ đây là kết thúc của ngươi rồi đấy. Ôi trời ơi, bắn ngu vãi, đạn chậm ấy. Ôi ơi, mẹ ơi. Đi thôi, chúng ta không sửa hắn rồi. Giấu mẹ cấu nhờ. Thế tao xử mày. Thôi xong tôi rồi. Mẹ bọn nó đến.
Mẹ nhìn nhiều máy tính đau mắt quá. Tắt tivi hộ tôi cái ông ơi. Mẹ cái nhờ. Lần tới mày đừng hòng chạy con ạ. Mẹ thằng kia đứng ạ. Ai da, tài xịn đấy, mình xin nhá. Rồi, sẵn sàng chưa anh bạn? Giờ thì đập vỡ mồm bọn nó thôi.